quay trở lại với kênh Tito Cây Cảnh mọi người. Hôm nay em sẽ trở lại gốc mái thân quen của em, gốc nuôi dưỡng đam mê của em. Hơn 2 tuần nay là không có quay được một cái video nào luôn rồi. Công việc túi bụi luôn, công việc cuối năm túi bụi luôn rồi, đi công việc này kia đủ thứ chuyện là không có quay được video để giao lưu và để chia sẻ với mọi người. Hôm nay em trở lại, em quay một cái video giao lưu một số gốc mai chú thủy, rồi vài hôm nữa em sẽ quay một số cái clip để mà chia sẻ cái kinh nghiệm và chia sẻ những cái cách để mà hoàn thiện một size của mình đối với mọi người. Hôm nay thì quay một clip ngắn thì sẽ giao lưu khoảng 5-6 gốc mai chú thủy, mời mọi người cùng xem video mới của em ạ. Rồi, toàn bộ video hôm nay em sẽ giao lưu những cái phôi mai chú thủy, một số phôi cũng còn chưa định hình và số phôi đã định hình sẵn, để mọi người có thể từ đó mọi người theo cái form hoặc là mọi người có thể cắt làm lại. Nhưng mà nói chung là em sẽ quay giao lưu những cái mai chú thủy này. Cái gốc đầu tiên rồi, cái phôi mai chú thủy này khoảng 22 hoành mọi người, 22 hoành. Đây là cây trung sim nua cong, mà là dạng trung sim mọi người. Mình thấy nua cục cục, nua nhỏ, nua cục cục từ gốc tới ngọn này đó, mọi người thấy đây, nua cục từ gốc tới ngọn này, đế cũng khá là ok đây mọi người đó. Nói chung cây này nói trước mọi người, đây là từ cái cành chiết bầu ra, nhưng mà trồng khoảng 3 năm nay là thành ra cái rễ nó cũng đã vừa, rễ nó từ chiếc đũa đó lên hết rồi này. Này là nuôi tới thành phẩm thì cái đế khá đều, cái đế này cũng đã làm sẵn rồi này, đế khá là đều đây. Đó, có sao nó vậy, em quay thì bán cây thực tình có sao nó vậy. Đó, đây là cây nùa cong lá lớn mà dạng trung sim từ cành chiết, khoảng 22 hoành. Hơn 34 hoành, cái này to, chỗ hoành đế 34 hoành luôn. Đó, vì ngay cái chỗ này gọi là đế mọi người đó. Đây này cũng khoảng 18 hoành rồi này, và có cái cành rơi. Cành rơi đã được định hình này cũng khoảng 2 năm mấy, mà cành rơi nó to hơn cái cái này. Thì cũng có những cành phụ đang nuôi này, đang nuôi dưỡng cành phụ đây. Cây này thì giá 500k bao ship tới nhà mọi người. 500k bao ship tới nhà luôn. Cây quá rẻ luôn rồi. Cây đã định hình dày rồi, cơ bản có nuôi nhiều rồi, những cái quá rẻ mọi người. 500k bao ship tới nhà. Rồi. 500k bao ship tới nhà mọi người. Đó. Cành rơi 500k bao ship tới nhà, mai chú thủy nhùa công dạng trung sim. Đây nuôi cục cục mọi người, nuôi cục cục từ gốc tới ngọn nè. Rồi. Em xuống con này em lên gốc khác mọi người. Rồi gốc thứ hai mọi người, gốc thứ hai cũng là một cái gốc nuôi công lớn mà dạng mặt khỉ, mà một con lớn là mặt khỉ đây, khỉ đó, mình thấy đây nó giống mặt khỉ kìa, chưa chàng mặt khỉ luôn. Cây này con khoảng 20 hoành, 22 hoành, anh đế là 22 hoành, cũng là từ cái cành chiết lớn màu ra là nay rễ to cả gần bằng tay út. Đúng rồi, bằng tay út em ở đây, rễ này rễ khá đều, trong bố trí đều quanh luôn này mọi người, bố trí đều quanh luôn này, bố trí đều quanh gốc đây. Đó, thấy này những cái chọt rễ đây mọi người đó, em mong những chọt rễ mọi người xem ở đây, 4-5 chọt rễ đây, khá cũng khá đều đây. Rồi, rễ non đang tràn lên cái mặt đất luôn mọi người, tay nuôi trong chậu đây, tràn đất rồi, có cái cây tử em cắt bớt để ra mầm uống tiếp được này. Rồi đã đánh cành rơi cơ bản nuôi cũng cả năm rồi mọi người, cành rơi cơ bản nuôi cả năm rồi đây. Cái này thì 300k bao ship tới nhà mọi người, 300k bao ship tới nhà. Rồi, 300k bao ship tới nhà mọi người. Máy vô mày vô nuôi công, nuôi công mặt khỉ nuôi từ gốc từ ngọn luôn. Rồi em xuống cái này em lên cái khác. Rồi gốc thứ ba mọi người, gốc thứ ba cũng là mai chú thủy nuôi bồ công lá lớn. Cây này thì nói chung thì có sao nó vậy, cây này thì nuôi không có được nhiều cho lắm, nuôi cũng dằn dạng này, không biết cây này nó làm sao cũng không nhớ, cái phôi này mua sao không nhớ, nuôi nhà cũng nhớ, nhưng mà cây này đế vip này, đế 24 giờ đây mọi người thấy đây, đế 24 giờ đó. 4 giờ đều răm rắp luôn này, mặt này nó có nuôi nhiều, mặt hậu lại có nuôi nhiều hơn mặt tiền. Ok, có sao chưa vậy mọi người, mặt hậu nhiều hơn mặt tiền. Thì gốc này cũng đã làm 3 cành cơ bản rồi mọi người, em còn để kẽm này chưa tháo kẽm ra đây, để cái gì dần chuyển nó không ảnh hưởng kẽm. Cành 1 rồi, 2 cành 3, chờ ngọn này người, ra có ngọn này, ngọn này đảo ở đây là cành 4 này là ra cây mọi người. Rồi cái cây này cũng khá là to mọi người, đế khá là lực đây, đế khá là to, cây này cũng khoảng gần 30 hoành, đế chỗ này gần 30 hoành. Thì chỗ này cây này là 400k bao ship tới nhà mọi người. Nói chung này là hạ giá luôn, giá rất là mềm luôn, mềm mại luôn. Vậy đế mọi người xem này nó đó, đế rất là vip luôn. Đế 24 giờ. Rồi cây này 400k bao ship tới nhà mọi người. Em sẽ để số điện thoại Zalo trong màn hình mọi người, các bạn có thể
Những khách hàng cũ thì đã biết rồi, còn những khách hàng mới thì có thể kết bạn Zalo để mà sở hữu những cây này mọi người, 400k vào phía tới nhà. Tiếp tục một gốc mà như thấy nụ cong hay là trung sim mọi người, nụ cong trung sim, dạng trung sim mọi người thấy đây, nụ cục 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 này, nụ cục 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 này cũng dạng cành chiết lớn luôn. Rồi, cây này thì thấp rồi, cây này là 200k vào phía tới nhà mọi người. Rễ mấy năm nay nuôi rễ đã ra to rồi, nó rễ cục cục này, rễ to bố trí quanh gốc đây. Cây sống khỏe, người đã được một cành nuôi, cành cành một em nuôi đã gần bắt ngón út này, này nó dựng ngọn này cho nó liền theo rồi, để mấy cành này mình sẽ bẻ tiếp đó, dựng này dựng ngọn cho liền theo, những cành này bẻ tiếp vậy nuôi tiếp ngày đây 200k trước nhà. Mày vô này, cái giá mềm mại luôn mà chú thủy, giờ mày giá vậy thì thôi mày 200k bao xíu tới nhà. Giống cái này em chọn lọc những cái cây nu hay mới bầu cái cành chiết ra thành một cái cây mới đó mọi người. Nó nói thẳng cái nào nói có sao nó vậy thôi. Cái này là cành chiết lớn đã được trồng và rễ to đó, rễ to đều định hình cụ thể phương dáng luôn, là cây trực pin mọi người đó, cây trực pin này mọi người thấy rễ đây, chọc rễ ra to đây đó. Này mọi người nuôi 2 năm cành nó lớn, rễ nó lớn theo rễ cỡ tay út, ủa xin lỗi cỡ tay trỏ này, là cân với cái gốc này rồi đó. Nhưng mà rễ đều lắm, bố trí đều đây, chọc cành cũng to tay út đây mọi người. Rồi 200k bao xíu tới nhà mọi người. Rồi gốc cuối cùng rồi, em cực kỳ mini, bé bé xinh xinh, cực kỳ mini luôn rồi. Ai cái cực kỳ mini, cây này khoảng 10 đế này khoảng 15 hoành thôi, 15 hoành nhưng mà rễ rất là đều người đó, để vip luôn, để 24 giờ luôn. Cây mini này năm ngoái em nhớ em nuôi thì mới thúc đế em nuôi, là đăng Facebook rất là nhiều người hỏi luôn, rất là nhiều người hỏi luôn. Nay nuôi cái thẹo gần lành rồi, thẹo ngọn gần lành đây, nuôi sẹo ngọn này là có thể lấy một cành này, cành một đây, cành hai đây, cành chưa lấy nhưng mà đang nuôi cho nó lớn xíu với cái thẹo, sẹo ngọn nó lành, nó có thể lấy cái ngọn cắt cục xuống nó ra lấy ngọn lại. Cái này cũng giao luôn giá mềm mại 200k bác sĩ tới nhà mình này. Vậy cây chưa, cây mini là 4-5 năm sau người thấy cây này là rất là ok mình nở này, để nở này. Cây này là thì cũng từ nhánh mọi người, nói chung là thì cây chiết trồng mình phải lựa cái giọng từ nhánh vẽ nuôi, người thấy nuôi cục đây, nuôi đây đó, nuôi đó, nuôi này. Này nuôi mà thấy nhỏ nhưng mà nuôi đấy đó, nó là nuôi của công, không phải là lai tạo gì hết rồi đó, nó cũng nuôi rồi đó, hay là nuôi nữa nó còn nuôi nữa, đang lên nuôi nữa mà nuôi nó to lên thì nuôi nó to lên chút xíu nữa. Mà dạng mini thì cỡ này cái đế này ở thì ok mà thì đó, cái trồng nở này đế đang sung mãn rồi, sung mãn là 200k bao xíu tới nhà. Mày vô mọi người. Rồi em xuống video đây, rồi kính chúc mọi người được nhiều sức khỏe, thành công công việc, để ủng hộ kênh thì tôi cảnh. Mọi chi tiết thì mọi người liên hệ trên số Zalo, điện thoại trên màn hình. Em để trên cái tựa bài đó, mọi người ủng hộ em. Đăng ký thêm thì mọi người đăng ký nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều.